Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 2023. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 84. Những đức đọc công đoạn cho quý vị nghe chắc là hay, và chúng ta sẽ hưng khởi cái tâm niệm Phật. Như thế nào là cứu giúp người nghèo khổ một cách chân chính? Thí dụ như mình thấy nó nghèo khổ, mình cho anh ta miếng đồ ăn, thì đây là một phương tiện bố thí. Đồ ăn thức uống vật chất là một phương tiện thôi, nhưng cái đặc biệt mà cứu giúp người nghèo khổ một cách chân chính đó là khuyên người ta tu, nghe pháp niệm Phật. Đây là cứu huệ mạng và giải quyết cái khổ đau của vô lượng kiếp luôn. Đây mới là cái quan trọng. Nhìn thấy người nghèo khổ, khởi lên tâm từ bi, bố thí hỷ xả cho họ, đồng thời còn nên dạy họ niệm Phật. Nếu họ không niệm thì quý vị hãy niệm một tiếng A Di Đà Phật cho họ nghe. Đây chính là có tài thí lại có pháp thí. Bố thí cho họ tiền tài có thể giải trừ cái khổ sắc thân của họ. Dạy họ niệm Phật có thể khiến cho pháp thân của họ được giải thoát. Có nghĩa là bố thí pháp là hơn tất cả các môn bố thí. Nên mới có câu nói rằng là dù cho cúng dường hằng hà sa thánh, không bằng kiên nhẫn cầu chánh giác. Dù cho cúng dường hằng hà sa thánh, không bằng khuyên dạy người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ kỹ nghe quý vị. Cái việc mà niệm Phật mà cầu sanh cực lạc là việc quan trọng nhất. Nên mỗi ngày chúng ta đều khuyên nhau niệm Phật. Sáng Như Đức gặp một cái vị này, gặp Như Đức nói một câu rằng phước duyên của thầy quá lớn, thầy làm bao nhiêu việc đều được và lo bao nhiêu việc ở trong Quan Tâm Bảo đều được. Như Đức nói rằng thầy biết phước duyên Như Đức lớn phát triển được từ đâu? Thầy hỏi từ đâu? Niệm Phật. Niệm Phật. Niệm Phật chân thật khuyên người niệm Phật. Niệm Phật đem pháp môn niệm Phật hướng dẫn. Nhiệt tình cực lực hết lòng khuyên người niệm Phật. Nên phước duyên Như Đức lớn. Nên tất cả anh em đi theo Như Đức đều là phước duyên lớn. Vì sao? Vì cái đầu đã dẫn dắt như vậy thì thân mình đều y ra. Mình đi theo người có phước duyên lớn thì mình sẽ có phước duyên lớn. Mà Như Đức tiêu trừ nghiệp trước, phát triển phước duyên là từ đâu? Niệm Phật, khuyên người niệm Phật. Nuôi người già, khuyên người già niệm Phật. Khuyên Phật tử niệm Phật. Khuyên nhiều người niệm Phật. Khuyên người bệnh niệm Phật. Khuyên người khỏe niệm Phật. Khuyên người tàn tật niệm Phật. Khuyên người lùng lé hô súc niệm Phật. Khuyên tất cả con người niệm Phật. Đây gọi là cứu giúp người nghèo khổ một cách chân chính. Nên chúng ta nghe Phật pháp thì vị nhớ cái câu là nhìn thấy người nghèo khổ khởi tâm từ bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bố thí. Bố thí là một phương tiện giúp đỡ cho họ cuộc sống. Hỷ xả cho họ là khi mình bố thí thì họ có những cái tính tình này tính tình kia, không phải vì họ khổ quá nên khi mình cho đồ họ thì họ có cách này cách kia để họ giật giành hay là làm, không phải. Thì chúng ta nên mang tâm hỷ xả cho họ. Hỷ là quan hỷ, xả là chúng ta không buồn trách họ. Nếu quý vị làm được điều này thì quá đặc biệt. Thì tiếp tục quý vị đem pháp môn niệm Phật dạy cho họ. Còn họ không niệm Phật thì bị niệm một câu Phật hiệu cho họ nghe. Thì trong tài thí lại có pháp thí. Bố thí tài thí cho họ thì
nuôi dưỡng cái thân họ nhất thời, nhưng bố thí pháp cho họ thì giúp cho pháp thân huệ mạng của họ được giải thoát, là chấm dứt khổ đau. Nên pháp thí thắng mọi thí, ái diệt hết khổ đau. Nên ngày nào những đức cũng chân thật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu, nhiệt tình hết mình đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Những đức thấy rõ ràng học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Những đức thường ngày thường vui, thường ngày rất là vui, và người trong chùa sống ai cũng vui, đa phần rất là vui. Những đức tin chắc rằng Phật tử nghe những đức chia sẻ Phật pháp, người nào cũng sẽ vui. Mọi người những đức gặp mà những người mà nghe những đức chia sẻ Phật pháp từ xa, là những đức vừa gặp thì những đức biết liền, tại vì gương mặt họ rất tươi vui, họ rất là sảng khoái thoải mái. Cái hưởng thụ gì ở thế gian cũng không thể nào nói tối cao, nhưng học Phật đây là sự hưởng thụ tối cao. Vì quý vị biết rằng nghĩ thiện làm thiện, hướng dẫn người thiện, giúp người tốt đẹp, tâm niệm thường nghĩ thiện tốt đẹp giúp người, nên tâm mình vui đạt đến đỉnh tối cao. Niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người. Mỗi ngày đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người. Vì mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà rước mình về Tây Phương Cực Lạc, nên niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người. Thành Phật là niềm vui chung cuộc của đời người. Kết cục cuộc đời của người ai cũng phải chết. Mình niệm Phật thì tương lai Phật A Di Đà rước mình về Cực Lạc làm Phật. Quý vị coi, đây là sự chung cuộc của đời người có hậu nhất. Nên cái người chạy theo danh lợi, có giàu sang, có quý cỡ nào đi chăng, nhưng mà người này cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào, danh lợi tiền tài có ai cầm theo được không? Đâu có ai cầm theo được đâu quý vị. Nhưng mà có khi tạo ra danh lợi tiền tài thì quý vị biết rằng là tạo bao nhiêu nghiệp chướng, từ nói lời giả dối, từ hơn thua đấu đá tranh giành, đố kỵ đủ chuyện để giành giật của cãi nhau để rồi tạo nghiệp. Nhưng khi một hơi thở thở ra không hít vào, có cái gì cầm theo được đâu. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người phải được sự nhận thức cực kỳ sâu sắc, nhận thức được sâu sắc thì tự nhiên mình học Phật liền. Tại vì mình thấy rõ ràng học Phật là sự lợi ích cực kỳ lớn. Học Phật là sự lợi ích cực kỳ lớn. Nên mỗi người phải nhận thức. Nên mình có cơ hội tu được phước duyên, đây là cái cơ hội mình nó rất là khôn quý vị. Cái người mà biết tu phước tu duyên là người này rất là khôn. Cái người mà biết niệm Phật là người này rất trí tuệ. Tại vì của cải vật chất cuối cùng quý vị có cầm theo được đâu. Quý vị không biết tu phước tu duyên thì cuộc đời quý vị cũng vô nghĩa. Cũng vô nghĩa thôi. Nên mỗi ngày mình niệm Phật nghe pháp gì tâm tư mình thoải mái lắm. Vì nhớ nghe, người biết tu phước tu duyên là người thông minh. Cái người mà biết niệm Phật là người trí tuệ. Niệm Phật là niệm vô lượng trí tuệ. Biết bố thí cúng dường, quan hỷ vui vẻ là người thông minh. Tại vì tạo toàn là những cái mình cầm theo được thì thông minh. Dù tu phước đi chăng nữa, phước cũng đi theo mình, mình cầm theo được. Nhưng tiền bạc vật chất của cải bên ngoài quý vị có bao giờ chết mà cầm theo được không? Không. Việc này là 100% xác thực, 100%. Nếu như nhiều người có ngồi, nhiều người chúng ta nghe Phật pháp, mà thí dụ như bây giờ đi, mình có tâm bố thí cúng dường, nhưng mà người ta nhận bố thí cúng dường mà ta làm không phải, người ta ôm chấp giữ gìn, thì đây là cái tội lỗi người ta chịu. Còn bản thân chúng ta thấy cái việc tốt, việc lợi ích đó thì chúng ta chân thật cúng dường Tam Bảo. Nên những đức nói rằng những đức xác thực 100%. Bản thân mình đã nhận thức được chỗ này, nên mình lo cho bao nhiêu cụ già, mình mong cho các cụ được vui vẻ. Tất cả những gì người ta cúng dường thì làm việc cho chúng sanh, rồi lo lắng cho đại chúng trong chùa. Còn riêng bản thân những đức cũng là ăn cơm một ngày ba bữa, chút cơm xong. Mình đã biết xác thực rằng con người mình khi chết đi không bao giờ cầm theo của cải vật chất được. Không bao giờ cầm theo của cải vật chất được. Nên có thì làm việc lợi ích cho chúng sanh. Đây là mục tiêu của những đức sống từ đây cho đến ngày mình chết. Cái tâm như vậy thì mình an lạc, mình vui vẻ biết bao nhiêu mà nói. Nhớ. Nên quý vị biết rằng là mỗi một cái đoàn thể
mà phát triển mạnh, hướng dẫn người tu. Chúng ta đừng bao giờ dõi dàng ngồi từ xa mà kết luận được. Quý vị muốn đi tu, quý vị đi đến một ngôi chùa nào trước nhất cộng tu thử đi. Vì vào cái ngôi chùa đó quý vị coi coi có phương pháp tu hay không, có cái phương hướng hướng dẫn tu giải thoát hay không, và quý vị tu tập quý vị có áp dụng được phương pháp đó tu phù hợp hay không. Khi mình đi đến ngôi chùa đó, trước nhất mình như vậy mình mới quyết định. Thí dụ như bây giờ trong thời mạt pháp Đức Phật đã chỉ điểm cho mình niệm Phật thành tựu thì mình nhắm ngay pháp môn Tịnh Độ. Mà mình đến ngôi chùa tu pháp môn Tịnh Độ, mình xem cái ngôi chùa này có phương pháp tu mà dễ tu hay không, tiện tu hay không. Rồi mỗi ngày có nhắc nhở cái việc tu giải thoát hay không. Mình đến đó mình ở, mình coi coi cái nhân sự trong đó, mình đừng có đòi hỏi là nó phải hoàn toàn tròn vẹn, hòa thượng tròn vẹn, mà mình chỉ cần bước vào mình thấy cái tổ chức này có tổ chức, nó có sự đồng lòng thương yêu nhau, nó sống gần gũi, hòa nhã, nhiêu đó thôi. Còn một số người có khi chưa được tốt gì mấy, họ cũng như đang như mình, là họ đang sửa đổi lỗi lầm. Có nghĩa là mình đừng có đòi hỏi cao quá, nhưng mà chỉ cần chung chung mà có phương pháp tu, rồi có hướng dẫn niệm Phật giải thoát, rồi nhiệt tình hết lòng lo cho mình, người trên gần gũi, quan tâm nhắc nhở, đủ rồi. Quý vị chỉ cần có góc độ lại vì thành công liền, chắc chắn quý vị luôn. Chắc chắn thành công. Nên mình có góc độ nhận thức như vậy thì đặc biệt lắm quý vị. Đặc biệt lắm. Nên mình đừng có nghe vào pháp, đặc biệt cái mình phát tâm đi tu, cái mình giọt đi đại vô ngôi chùa nào tu. Mình mà dính rồi bước ra khó. Khi một là mình không phù hợp tu phương pháp đó, hai là mình vào trong đó phải đi học này kia, không có áp dụng cái việc tu đạo nhiều. Tự nhiên mình dính vào là mình lao theo luôn vậy đó quý vị. Mình bước ra khó, nên mình phải quan sát. Nên nhiều anh em huynh đệ đi vô chùa của mình đây tu, thì anh em vô cái là mấy anh em phục vụ được chúng sanh luôn, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng Đức từng nói rằng bây giờ bắt một cái cây đèn thôi, bao nhiêu con người đi qua, cái đèn nó được sáng thôi, duyên phước anh em cũng lớn. Còn nếu như mà mình bắt một cây đèn mà không ai đi ngang đó thì bắt cái đèn làm gì? Bây giờ mấy anh em cắt một cái nhà mà ai cũng ở thì cái nhà này cắt có ý nghĩa. Còn cắt cái nhà lên mà không ai ở, vậy làm sao có ý nghĩa? Bây giờ quý vị cắt cái nhà đóng cửa không thì làm sao có ý nghĩa? Nhưng cắt một cái nhà mà có người ta ở nó mới ý nghĩa. Bây giờ quý vị xây một ngôi chùa thiệt lớn mà không ai tu, nó không có ý nghĩa. Quý vị xây một cái ngôi chùa mà nhiều người lợi tu thì nó mới ý nghĩa. Cái này là xác thực 100% rồi. Quý vị làm một cái bánh mà không ai ăn thì làm cái bánh làm gì? Để thiêu bỏ hả? Vì nấu nồi cơm mà không ai ăn, nấu cơm làm gì? Vì tạo hoàn cảnh mà không ai ngó nhìn thì tạo hoàn cảnh làm gì? Nên cái cảm giác tu phước tu duyên lớn, mình đến một cái nơi nào là ngay chỗ đó phải có lợi ích. Vì thì vị bố thí cúng dường mà có công đức lớn, phước báo lớn là từ đâu? Là nơi đó phải làm việc lợi ích cho người ta. Phải niệm niệm lợi ích cho người thì vị bố thí cúng dường mới lợi ích. Còn nếu như vị cúng dường vô một nơi mà người ta đem tiền người ta cắt, người ta giữ người ta để người ta cắt vậy đó, không làm gì hết, vậy thì quý vị làm sao phát triển được phước duyên? Thí dụ như giờ có những người đi, người ta làm một chương trình phóng sanh đi là 200 triệu, 100 triệu, người cúng 400-500 triệu vô thì bắt đầu người ta làm phóng sanh xong người ta đi về, người ta cầm về được, người ta dư được vài trăm triệu. Thì cái việc mà chương trình phóng sanh như vậy nó cũng được lợi ích, nhưng mà cái lợi ích đó là quý vị phải gánh chịu, là vì quý vị dư tiền nhiều quá khi một chương trình bị làm. Thí dụ như bây giờ mình có điều kiện làm chương trình phóng sanh, nhớ kỹ, mình có điều kiện làm một chương trình phóng sanh. Bây giờ quý vị bỏ đồng tiền ra 100-200 triệu quý vị làm một lễ phóng sanh, thấy không? Là chính bản thân mình bỏ ra, giờ thầy có tiền, thầy làm chương trình phóng sanh này. Rồi xong quý vị làm một số máy niệm Phật này kia, quý vị lợi một chương trình phóng sanh, quý vị tặng máy niệm Phật cho mọi người. Nghĩa là chính bản thân mình phải làm mạnh hơn người ta nữa. Thì cái việc chủ chốt cái gốc của mình làm nó mới lợi ích cực kỳ lớn. Còn nếu như mình đưa lên một chương trình, mình làm cái chương trình đó mà quý vị làm, mà quý vị có một cái dụng ý rằng mình bỏ cái số tiền này làm mình sẽ lấy lại còn nhiều hơn. Vì chỉ cần có tâm này là quý vị không bao giờ có công đức. 100% quý vị không bao giờ có công đức luôn. Như những đức nói cho quý vị nghe nghe, một chương trình khiếm thị nghe mày quý vị, một chương trình khiếm thị nghe. Những đức tổ chức một chương trình khiếm thị là khi những đức muốn tổ chức là trước một tháng chờ, hai tháng chờ.
Những đức phải ki cỡm từng chút khi lo cho đại chúng trong chùa, lo làm bao nhiêu chuyện. Xong những đức phải ki cỡm từng chút, quý vị tin không? Là những đức mà gọi là cắt từng chút, từng chút, từng chút. Rồi 2 tháng sau những đức mới có được số tiền, những đức làm trình khiếm thị. Khi những đức làm cho trình khiếm thị là hoàn toàn tiền trong chùa mà những đức mà người ta cúng dường là ki cỡm từng chút đem ra làm cho trình khiếm thị. Còn tất cả những người ta muốn cho tiền người khiếm thị, hoàn toàn những đức kêu người ta bỏ vô bao thư, tự cho hết luôn, để cho người khiếm thị có thêm chút ít tiền. Chứ những đức không có làm cái việc mà người ta đem tiền phải đưa cho những đức để cho bản thân những đức tự phong phát ra, không có. Có nghĩa là những đức đều kêu người ta tự tay cho để người ta cảm giác được cái việc bố thí cúng dường, để người ta cảm giác được việc bố thí cúng dường. Nên mỗi lần một chương trình khiếm thị những đức tổ chức nặng căng lắm, nên những đức có tiền những đức mới làm được. Chứ không phải là những đức tổ chức mà quý vị khắp nơi nơi đều đem tiền đưa những đức hết thì chương trình khiếm thị khỏe quá. Thật sự mà nói những đức cũng không có bỏ tiền ra bao nhiêu, khỏe quá. Còn cái này khi những đức làm là những đức có một cái sự tổ chức ra như vậy. Còn thí dụ như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm này nè, nọ mà ngay máy nghe pháp những đức đặt thôi quý vị coi, những đức không dám nghĩ cái chuyện quý vị cúng dường mà những đức gom lại tiền đó đủ cái lượng máy nghe pháp trả anh ta. Nên mấy tháng nay lo cho chúng trong chùa thì cứ trả lay ray từng chút trả cho anh ta. Từ ray từng chút trả cho anh ta. Thì bây giờ trả cũng muốn giật hết rồi. Muốn nhận rằng đủ hết trơn mấy lượng máy nghe pháp tặng cho quý vị rồi đó. Là cứ ký cỡm từng chút trả chứ không có gom một cục. Lo một nặng quá. Thấy không? Rồi tượng Phật bắt đầu là từng này bắt đầu là người ta cúng chút đỉnh tiền gom là trả tiền tượng Phật. Giờ tượng Phật từng này là xong rồi. Bắt đầu thứ hai người ta chở qua địa điểm nào mà mình cần để tặng thì bắt đầu là từng này những đức trả hết tiền tượng Phật. Rồi thí dụ như quý vị về bị cúng dường xin quanh thùng tam bảo này kia đồ, người ta cúng dường này nọ đồ thì mỗi vị trí chùa đều mấy anh em cầm chìa khóa thùng tam bảo gom lại hết hoàn toàn. Rồi lúc đó trang trải cái chuyện xây dựng ở trong tam bảo rất là rõ ràng quý vị. Nên quý vị cúng dường ở trong ngôi tam bảo chùa mình là làm hết trơn, tại vì số lượng con người đông quá, một ngày một tháng biết bao nhiêu mà tiền bạc để lo cho gần 2.000 người này. Nên những đức nói rằng thí dụ như mình mà làm vậy thì cái công đức phước duyên quý vị phát triển lớn lắm và tâm trạng vui lắm. Còn những đức nói quý vị, nếu như những đức mà gom tiền bạc mà những đức không làm nghe quý vị, những đức không lo cho chúng nghe, là nguy hiểm lắm. Khi vị mà gom tiền bạc mà quá nhiều quý vị mà không làm luôn là quý vị sẽ có tai nạn đến, bệnh đau đồ này kia dữ dằn lắm. Nên những đức nói rằng mình mà có điều kiện người ta cúng dường thì trong thời cuộc này quý vị nhớ nè, làm máy niệm Phật cho nhiều ra, làm máy niệm Phật cho nhiều ra để tặng cho người ta. Nên những đức nói rằng mỗi lần lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức cố gắng những đức sẽ làm một lần máy. Lễ viếng Quán Âm là những đức cứ làm một loại máy, cứ có cái loại máy gì đó, mỗi lần lễ viếng Quán Âm là làm một loại máy để tặng cho người ta. Như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2 Quang Năm thì những đức sẽ làm cái đèn bông sen để bàn thờ để tặng cho quý vị. Những đức sẽ sắp xếp những điều niệm Phật lại như sao, và trong đó có những bài pháp ở trên đó như thế nào, sẽ làm một cái đèn bông sen. Dù là quý vị đã từng có đặt đèn bông sen như vậy, chính những đức sẽ tặng cho quý vị đèn bông sen khi 19 tháng 2 Quang Năm tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Nghĩa là bây giờ những đức đang nghĩ gì? Bây giờ những đức đang nghĩ những điều thiện. Nên những đức nói rằng mình sống mình thường nghĩ thiện, thường nghĩ những điều tốt, nghĩ thiện lợi ích cho người ta, cái tâm mình nó sẽ an lạc vui lắm quý vị. Mà quý vị biết rằng những đức làm như máy nghe pháp này biết bao nhiêu mà nói quý vị, tính ra đặt cái lượng máy nghe pháp này biết bao nhiêu mà nói. Vậy đó mà những đức cứ lai gai những đức trả nghe. Tại những đức không có tiền như người ta nên những đức phải ki cỡm lai gai trả từng chút. Ai cúng được chút trả chút. Vậy mà cũng xong. Cuối cùng những đức làm được mấy chục ngàn cái máy nghe pháp tặng cho quý vị. Nó rất là rõ ràng luôn. Nên là tượng Phật đồ này kia rồi chương trình lễ viếng Quan Âm mới bị về được thỉnh đồ này nọ. Nên tất cả hàng Phật tử cúng dường ở chùa mình, như hòa thượng bây giờ 80 mấy tuổi,
Mình đưa tiền hòa thượng xây chùa đi chăng nữa cũng xây lại cho mình, hướng dẫn ta tu thôi. Sau này trăm tuổi già mất đi, cơ ngơ này cũng có lớp trẻ nhân đức để sắp xếp cho người ta ở, người ta tu hành. Nhưng mà nếu có người đệ tử mà nó có tâm đạo, nó có tâm hướng dẫn ta tu, nó có duyên, có phước, thì cơ ngơ thầy tạo ra nó có kết quả. Còn gặp mà vô cơ ngơ vào một cái tay con người mà không có duyên, có phước gì hết, không có phương pháp tu gì, thì cơ ngơ có lớn cơ nào cũng uổng công vô ích. Chỉ là trưng bày vậy thôi chứ được lợi ích gì đâu. Nhớ kỹ. Nên nhận đức nói hòa thượng mình ngày có phước có duyên, có duyên có phước. Từ nơi đó mà xây chùa bây giờ là điểm tu tịnh độ, điểm tu tịnh độ quy tụ con người khắp nơi nơi về. Mà cái cơ ngơ như hộ pháp Đại Tùng Lâm chùa mới đúng là một cái cơ ngơ mà hoành tráng để mà hướng dẫn người tu tịnh độ. Hoàn cảnh quá lớn, giống như tịnh độ nhân gian. Như quý vị coi, những đức nói những đức sơn chùa thì bắt đầu những đức làm tới cùng luôn. Mà chỗ bán sơn bữa nay ta hết nước sơn, bữa nay phải dừng lại. Chứ nếu mà tiến độ mà sơn mà ổn định thì những đức sơn mà suốt luôn tới lễ viết Quan Âm, muốn bứt luôn, sạch ngôi chùa luôn. Nên từ nơi đó mà làm cực lực luôn mà. Nói sơn là sơn, chăng thật sơn thiệt. Mà kỳ này công nhận sơn cái chánh điện này mà xong hết đẹp lắm. Không hoàn cảnh để cho người ta ngắm nhìn quý vị. Tự nhiên ta bước vô chùa tu một hoàn cảnh Tết năm nay, người ta về ăn Tết, người ta thấy thích. Chùa chiền sáng sủa đẹp. Nên mỗi một con người chúng ta niệm niệm lợi ích cho mọi người. Những đức quanh năm những đức có đi đâu đâu quý vị. Không có một chương trình những đức đi ra khỏi chùa. Vì mà quy tụ có người đặc biệt gì nên tất cả anh em mà đi theo những đức phải nhìn ra, phải nhìn để mà học. Nó an cư lạc nghiệp. Từ khi đi xuống đây với hòa thượng tới giờ là phát triển bình yên. Nên đây là cái điểm mà các anh em trong chùa cố gắng. Lễ viết Quan Âm sắp đến, bữa nay 12, còn có 6 ngày nữa. Những đức nghĩ 16, 17, 18 là chùa mình đã quá đông rồi, rất đông rồi. Nên, tại vì sáng 19 là chương trình mình sớm, nên 18 là chùa mình quá trời người ta đông luôn. Quá trời người ta đông. Nên những đức nhắc những vị trưởng đoàn nhớ nhắc nhở người ta. Từ điện thoại rồi, vàng đeo nãy kia rồi, giày dép mới xịn rồi để nhà, mang một đôi dép cũ thôi đi chùa mà. Bây giờ điện thoại rồi cầm cái trắng đen rồi theo thôi, dây chuyền rồi để nhà hết đi. Mình đến chỗ đông người mình tu mà cho yên tu. Còn cái chuyện cúng dường tam bảo thì đến chùa mình cúng dường tam bảo là xong. Đừng có để tiền trong người đó, đừng có để tiền trong người. Nhắc nhở người ta để người ta đi về chùa tu, lỡ cái nghiệp duyên gì đến với người ta thối tâm luôn. Nên cái tội mà ăn trộm ăn cắp của người ta tội nặng. Khi mà làm cho ta thối tâm bồ đề, nó giết mạng người tội còn nhẹ hơn làm cho người ta thối tâm bồ đề. Nên những đức chia sẻ Phật pháp cứ nhắc suốt, để cho những vị trưởng đoàn khi mà lễ đồ này kia nhắc nhở người ta. Hàng Phật tử nghe cũng nhắc nhở nhau. Đi đến chỗ đông người mà mình kiếm đôi dép còi còi mình mang. Như bên chùa mới Đại Tùng Lâm nó quá rộng rồi, nó không có cái lượng dép để mà đưa ra hết được. Nên từ nơi đó quý vị đi cố gắng mang đôi dép, đi ra ngoài mua đôi dép Lào ngàn mấy hai ngàn gì đó, 2-3 ngàn gì đó, dép mà đổ đông 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 đó, sọt vô cái chân đi, dịp lễ này mang nghe. Bên chùa mới á, như Đại Tùng Lâm đồ bên đó rộng thênh thang, không có dép đâu mà phát ra. Nên ai cũng mang một đôi dép còi còi thí đi. Chứ ai mà mang dép xịn dép mới thì lạc mắt gì gán chịu. Nhớ kỹ. Rồi cầm thêm cái mền mỏng mỏng gì đó, phương tiện của mình quý vị. Rồi quý vị mua vài cái bánh gì gọn gọn bỏ trong giỏ. Lỡ cơm nước mà đông đúc người ta quá, mình cũng có một cái mình lót dạ. Nó nên á, những đức nêu lên rõ ràng hết rồi cho quý vị, để lo trước bản thân mình.
cái việc này mình tu tập mà mình quyết chí để mình tu thì mình phải biết lo vậy đó, nó hay dữ lắm quý vị. Ông thầy mà ông nhắc nhở từng chút cho mình hết chứ, để bản thân mỗi người chúng ta mình biết lo cho bản thân mình để mình tu tập chứ. Còn đến chùa ăn uống cuộc sống chỗ ở thì nhà chùa cũng cố gắng lo hết rồi đó, nhưng bản thân mỗi người mình phải có chuẩn bị một chút gì cho bản thân mình, vì nó quá đông người, hiểu không? Nó nên mỗi một người mình gặp pháp môn Tịnh Độ có cơ hội mà dự một cái pháp hội quá lớn gì, đây là cơ hội đặc biệt thù thắng. Cái pháp hội này có pháp hội có 102, pháp hội đại thù thắng, một nhân viên tuyệt vời mới dự một cái pháp hội này, thu phúc tu duyên cực kỳ lớn. 3 ngày như Đức nói cực kỳ xứng đáng. Mà ngày 18 mình đến, nhưng mình ở chùa xuyên suốt gần 5 ngày. Rồi cuối cùng là chủ nhật mình qua bên hộ pháp mình cộng tu chủ nhật cái nữa, thì cái chuyến đi của mình hoàn toàn xứng đáng, viên mãn hết luôn. Nghĩa là những Đức cũng lao cực lực với quý vị luôn, hết lòng hết dạ, khô hơ cạn tiếng, khô máu luôn, chứ nói chuyện dẫn chơi. Ông thầy mà liều mạng khô máu, hết lòng từ bi, hỷ xả, hết lòng hết dạ thì cùng với Phật tử tu tập. Từ cái tâm mà gọi là cầu an cho chúng sanh, quả đi cầu bình an, cầu siêu cho người chết chưa được siêu thoát. Đó, bao nhiêu cái việc mình nghĩ ngợ gì, tự nhiên cái tâm của mình nó vui lắm. Bởi vì nó là học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người, vì nghĩ thiện, nghĩ tốt. Niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người, vì mỗi ngày đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật. Niềm vui khi bạn đồng tu gặp nhau, những bạn sen gặp nhau ở trong ngôi Dạ Lam Đại Tùng Lâm lớn. Trời ơi, đi đến đó toàn là những bạn tu bạn niệm Phật không, đều là hẹn gặp nhau cực lạc. Mỗi lần một buổi giảng chúng ta quyết chí giảng sanh cực lạc, vì đưa tay lên ào ào lên, đó gọi là hưng khởi tu hành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thành Phật là niềm vui chung cuộc của đời người, nên niệm Phật thành Phật là niềm vui chung cuộc của đời người, quý lắm quý vị. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả người trong chùa hàng Phật tử khắp nơi, ai cũng hưng khởi tâm từ bi, thương yêu giúp đỡ, cùng nhau tu tập, cùng niệm Phật siêng năng. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về Tịnh Độ. Gì đà phở à gì đà phở à gì đà phở à gì Fuck.